Hôm trước là tôi thấy là trong clip là anh nướng con gà mà bằng cát á, nhưng mà tôi không tin, mà trong clip là tôi thấy là mà nướng con gà mà thấy ăn quá ngon miệng. À cái nào? Nướng con gà bằng cát. À tôi có nướng con gà bằng cát ngon lắm, tin không? Không tin thì bây giờ là tôi muốn mày chứng kiến nướng cho tôi xem như thế nào là nướng bằng cát mà sao ăn được. À anh yên tâm đi, tôi đã làm á, là thực tế tí nữa. Nhưng mà anh cũng cầm cái gì vậy? Con gà tôi mang từ nhà luôn. Vừa có nói gì không? Đem gà về, đem gà. Gà tôi trong nhà tôi tự làm luôn á. Nhỏ hết lông á. Được. Anh cứ yên tâm, tôi sẽ làm cho anh coi. Như có hôm trước phải không? Có được coi trong YouTube xong em nhìn phải không? Đúng. À được. Thế đơn giản thôi. Có gà rồi thì bây giờ mình sẽ làm cho nhá. Nhưng mà là nướng là không ngon, là ăn không được là không được với tôi á. Yên tâm. Trong hai miền đã nói là phải có ngon thôi. Chắc không? Nhưng mà không phải cái áo thế đâu, mặc áo vào nhá, tí rồi nhá. Tôi nhìn thấy này tôi cũng... Giống như mà ra hồ như mà... Không, yên tâm đi. Mặc áo vào đi. Nóng là tôi qua đây là biết rồi. Rồi. Không đó, ngon là biết tay tôi á. Yên tâm đây phải không? Gà phải không? Làm cái món là nướng với cát. Nướng với cát, đúng ngon rồi. Ngon như gà rán. Đúng rồi. Sống giống như trong clip, nhưng mà là nướng cho tôi thật sự phải ngon. Rồi, được. Rồi bây giờ xin mời với nhà đây để uống nước. Rồi. Tôi đang coi ở đây mà tưởng ra hồ nào tới mà. Rồi, không sao. Bây giờ cứ cả bỏ đây nhá, để xong hai miền chuẩn bị đồ để chuẩn bị nước. Rồi. Ông thì cầm theo đi. Cầm vào. Là qua nào.